Chào các em, hôm nay cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 2, trang 30, sách giáo khoa sinh học 9, đề bài như sau. Sự nhân đôi của nhiễm sắc thể diễn ra ở kỳ nào của chu kỳ tế bào? A. Kỳ đầu, B. Kỳ giữa, C. Kỳ sau và D. Kỳ trung gian. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy nghiên cứu lại mục 2 La Mã, những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân. Trang 28, sách giáo khoa sinh học 9. Như các em đã biết, chu kỳ tế bào gồm quá trình nguyên phân và kỳ trung gian. Quá trình nguyên phân gồm kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối. Chúng ta sẽ cùng quan sát những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể ở chu kỳ tế bào qua hình ảnh dưới đây. Các em thấy tại kỳ trung gian, nhiễm sắc thể giãn xoắn và tiến hành quá trình nhân đôi, kỳ đầu màng nhân tiêu biến, nhiễm sắc thể co ngắn, kỳ giữa nhiễm sắc thể co ngắn cực đại và xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo, kỳ sau nhiễm sắc thể tách nhau ra ở tâm đậu và kỳ cuối hình thành nên hai tế bào con giống hệt tế bào mẹ. Dựa vào những kiến thức này, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào lời giải chi tiết. Từ những phân tích trên, ta tìm được đáp án chính xác là đáp án D, nhiễm sắc thể tiến hành nhân đôi ở kỳ trung gian. Các em có thể quan sát thêm ở trên hình, tế bào mẹ ban đầu chỉ có 4 nhiễm sắc thể đơn, nhưng tại cuối kỳ trung gian, 4 nhiễm sắc thể đơn này đã nhân đôi thành các nhiễm sắc thể kép. Như vậy, cô cùng các em đã trả lời xong câu hỏi số 2, trang 30, sách giáo khoa sinh học 9.